Thì nội dung trong chương số 5 này chúng ta sẽ làm việc về phần tạo và định dạng các đối tượng đồ họa. Thì đầu tiên ở phần 5.1 là chúng ta sẽ chèn các đối tượng đồ họa vào trong cái văn bản của chúng ta. Vậy thì cái đối tượng đồ họa của chúng ta nó gồm những đối tượng nào? Ở lái xe nó sẽ đi nước qua vậy ha. Cái thứ hai, sau khi chúng ta chèn vào rồi chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ định dạng các đối tượng đồ họa đó. Và cuối cùng chúng ta làm gì? Chèn và định dạng các smart graphic. Thì phần này thì chúng ta có thể các đối tượng đồ họa chúng ta trong đề thi thường hay yêu cầu chúng ta đó chính là gì? Cái insert and modify shapes, được chưa bạn ha? Những cái hình khối chèn vào hiệu chỉnh là sao? Rồi cái hai là gì? Insert image, chèn cái gì? Chèn cái hình. Tiếp theo là gì? Chèn cái text box. Rồi, khi mà chèn những cái đối tượng xong thì mình làm cái gì? Mình sẽ hiệu chỉnh cái đối tượng đó, mình hiệu chỉnh như thế nào đó. Thì trong cái phần chi tiết đó thầy sẽ hướng dẫn các bạn trên phần Microsoft Word trường để các bạn làm gì thì các bạn dễ hình dung hơn. Ở đây ví dụ như là để thay đổi gì, bạn thay đổi về cái frame đó, cái style của nó nè, cái hiệu ứng nghệ thuật ha, thay đổi cái vị trí của nó, position, thay đổi cái warp text của nó, rồi thêm cái gì, thêm cái alternative text như thế nào, sẽ làm được đó. Và đối tượng cuối cùng của mình là gì? Insert and format smart graphic. Rồi, để tạo một cái smart graphic thì mình làm như thế nào, mình định dạng ra sao và mình điều chỉnh như thế nào ha, thì lúc này chúng ta sẽ thực hiện. Rồi thì quay lại Word chúng ta bạn ha, thầy sẽ xuống chèn xuống chèn, thầy sẽ cho một tạo một cái trang mới bạn nha. Ở đây thì tạo một cái trang mới được chưa, tại vì đây có endnote nó nằm ở dưới bạn ha. Rồi ở phần insert bạn ha, thì cái đề yêu cầu chúng ta làm việc với cái mục này nè, được chưa bạn, về picture, về hình khối, về smart art, và cái cuối cùng là về text box, được chưa bạn. Đầu tiên thầy sẽ nói về phần picture trước. Thì picture mình chèn picture bên đây thì mình đã có sẵn rồi ha, thầy sẽ nói trên cái picture này đi. Cái picture này các bạn ha, picture này khi mà mình chèn một cái picture vào, mình chọn vào nó, mình double click cho nó thì nó sẽ xuất hiện cho mình cái thẻ gì các bạn, thẻ format các bạn nhá, được chưa bạn, thẻ format nha. Thì chúng ta có một số cái gì, một số cái công cụ ở đây khi chúng ta chèn hình vào, thì lúc này những cái số, những cái công cụ này, những cái chức năng này chúng ta có sử dụng để làm việc trên cái hình này. Ví dụ như mình remove background, được chưa, thì ở đây do cái hình này nó đã remove rất là tốt rồi nên nó không không có cần phải làm remove lần nữa các bạn ha. Nếu mà bạn remove á, thì các bạn thấy là những cái vùng nào màu gì, màu tím mà ha, đúng không, màu tím hồng á, thì những cái màu đó bị mất đi, những cái màu nào cái màu khác còn tím hồng này nè để cho thì nó giữ lại. Ví dụ như đây các bạn thấy là nó mất hết mấy phần trong này ha, nó còn một màu đỏ bên ngoài thôi, mình bấm ra bên ngoài ha, thì các bạn thấy nó tách cho mình cái nền như vậy, được chưa. Rồi ví dụ tắt nền xong bạn ha, bạn thấy cái hình mà nó bị mất xấu quá mà muốn lấy lại làm gì, bấm reset picture được chưa bạn. Rồi cái tiếp theo mình chỉnh độ gì, đậm nhạt sáng tối của nó, tương phản đi ha, đó nó sẽ cho cái mình chỉnh nó đây. Rồi cái tiếp theo đó chính là về màu sắc, mà mình không thích màu đó các bạn có thể chọn một cái màu khác ở đây ha, đề nó sẽ cho, và cái phần Microsoft nó sẽ cho mình ha. Còn khi mà đề thi á, yêu cầu chúng ta thay đổi gì chúng ta lựa chọn cái thông số đó. Rồi chúng ta chỉnh cái hiệu ứng nghệ thuật ở đây. Đây ví dụ như pencil rayscale ha, bạn thấy cái hình của mình nó sẽ thay đổi thành một cái hình giống như là mình vẽ bút chì vậy, được chưa? À, nó mang tính chất nghệ thuật các bạn ha. Rồi compress picture là mình sẽ làm gì? Mình sẽ nén cái ảnh lại cho nó nhỏ để làm gì? Để khi mà chúng ta gửi tài liệu đi thì nó nằm ở trong văn bản chúng ta thì nó sẽ nhẹ hơn, nó giảm kích thước ha. Và tùy yêu cầu chúng ta sẽ lựa chọn cho đúng. Hoặc là bạn muốn thay đổi hình ảnh khác hay không, mình chọn ở đây. Rồi cái nhóm tiếp theo mà đề thường hay hỏi bạn đó chính là nhóm picture style, được chưa bạn ha. Đây ví dụ đề yêu cầu chúng ta hãy apply một cái gọi là ví dụ như loại này đi nè bạn ha, bevel perspective left white, được chưa, apply the bevel perspective left white cho cái hình đó thì mình click vô đây đó, bạn thấy chưa. Rồi mình có thể thay đổi cái viền ha, picture border màu nào nó tùy tùy thuộc vào mình. Rồi picture effect cái hiệu ứng nó có hay không, ví dụ
hiệu ứng Go vậy ha. Đó, bên ngoài hoặc là bạn chọn hiệu ứng gì Shadow cho nó sẽ có cái hiệu ứng về độ bóng như thế nào đó. Thì tùy vào cái nội dung, cái yêu cầu của đề bài trong bài thi Moss hoặc là trong cái bài của Gymnastics đó, thì chúng ta lựa chọn và chúng ta chọn cho đúng. Như vậy ha, cái nhiều nó sẽ hỏi phần picture style nè. Cái tiếp theo là cái position, cái vị trí của cái hình ha. Ví dụ như vị trí nằm ở trên mà nằm ở giữa ở đây bạn ha, hoặc là nằm ở cuối. Rồi, what test các bạn ha, what test là square tie through top and bottom behind test in front of test các bạn nha. Tùy vào yêu cầu đề bài chúng ta sẽ lựa chọn. Rồi, rotate là xoay hình, mình có xoay hình hay không, xoay bao nhiêu độ, xoay theo chiều dọc, xoay theo chiều ngang, hoặc là xoay theo một cái độ nào đó nhất định thì mình sẽ thiết lập ở bên trong cái hộp thoại này. Rồi, mình có thể crop hình nha. Crop là mình cắt xén cái hình, và ở đây đặc biệt chúng ta có chức năng là crop to shape. Ví dụ tôi muốn crop to shape hình trái tim chẳng hạn, đây thì bạn thấy không, đây là hình trái tim được ha, và tôi có thể crop thành một số cái hình khác tùy vào cái sự yêu thích của tôi. Tại vì tôi crop thành hình này được bạn ha. Rồi tôi có thể thay đổi chiều cao và độ rộng của cái hình đó, đó chính là chơi chức năng về hình ảnh. Rồi, và những cái chức năng nó cũng gần tương tự như vậy đối với gì, chúng ta làm việc trên shape các bạn. Ví dụ mà mình tối nha, mình có cái bạn chèn vào thì bạn thấy nha, à, chúng ta có phần shape style. Hồi nãy email thì chúng ta có email style đúng không, này có shape style ha, shape fill, shape outline, viền cũng vậy bạn ha, màu cũng vậy, hiệu ứng cũng vậy, được chưa? Và trong shape này nó sẽ có một cái đặc biệt, đó chính là cái tag các bạn ha. Khi chèn tag vào, ví dụ như chuyển chữ là Mr. K chẳng hạn, được chưa? Outline tag ví dụ thì chọn ở trên, giữa và dưới, được chưa? Tùy vào cái vị trí mình muốn đặt cái văn bản nằm ở đâu trong học thoại. Và những chức năng còn lại thì tương tự các bạn ha, tương tự như ở phần hình. Và ở đây nếu chúng ta muốn thay đổi hình ảnh khác, chúng ta sẽ chọn vào đây các bạn ha, edit shape. Tôi chọn thành một cái hình khác, change shape. Tôi sẽ chọn hình trái tim chẳng hạn, được chưa bạn ha? Đó. Rồi, cái đối tượng tiếp theo đó chính là cái text box. Text box thì nó sẽ có những cái gì các bạn, nó sẽ có những cái loại text box mà mình lựa chọn, hoặc là mình sẽ vẽ cái text box đó vào ở đây. Ví dụ là vẽ cái text box đây bạn ha, đây text box vẽ vào. Bây giờ bạn ha, vẽ vào. Thì lúc này nó cũng sẽ có những cái chức năng tương tự như mình làm trên gì? Mình làm trên cái shape. Và cuối cùng, à, cái đối tượng cuối cùng mà thầy sẽ đề cập ở đây đó chính là cái smart các bạn, insert smart. Thì chèn smart vào nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều cái nhóm smart art. Thì tùy vào cái nhu cầu của chúng ta, tùy vào cái nội dung yêu cầu của đề bài, chúng ta sẽ lựa chọn cho nó phù hợp. Ví dụ đề yêu cầu chúng ta chèn một cái process dạng basic process ha của smart art, chúng ta kích vào đây và chúng ta sẽ thêm thông tin vào. Ví dụ như đây là chữ word, ở đây chữ excel, ở đây chữ powerpoint. Rồi, rồi sau đó đề yêu cầu chúng ta làm gì, hiệu chỉnh nó, không thích cái màu này các bạn thích cái màu khác mình thay đổi, change color màu khác. Ví dụ như là về cái loại là colorful rain accent color 5 to 6 chẳng hạn, được chưa? Rồi không thích cái style đó, ví dụ đề thích cái style này bạn nào bullet. Rồi các bạn thấy không, cái hình khối của mình nó sẽ đẹp hơn. Hoặc là không thích cái layout này, chọn cái layout khác, đề yêu cầu chọn cái layout khác, ví dụ như layout này chẳng hạn, hoặc layout này, hoặc layout này, thì các bạn ha. Rồi đề không thích thứ tự như thế này, đề thích gì bao bôi trước trước Excel ha, thì mình sẽ move up nó lên, được chưa? Hoặc là đề không thích hình đi từ trái qua phải mà thích ngược lại thì chúng ta sẽ chọn là right to left, các bạn ha. Rồi thấy không, tự động nó sẽ làm cái việc đó cho chúng ta rất là nhanh. Rồi hoặc là chúng ta muốn thêm một cái gì nữa, một cái thông tin nào thì chúng ta đưa về cuốn, ta bấm enter. Ví dụ như này có thêm chữ access này chẳng hạn, được chưa? Rồi còn về format thì nó gần như giống trong cái định dạng về hình ảnh, về hình khối, về text box bạn ăn thì cũng chính là cái này, cũng chính là những cái khối nó ghép lại với nhau thôi. Thì đó chính là cái nội dung ở trong cái chương số 5 này của chúng ta, à, được chưa các bạn? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta lướt qua một số câu hỏi ở chương số 5 này. Rồi trước khi lướt vào những câu hỏi, à, các bạn có theo kịp cái phần thầy hướng dẫn ở chương số 5 hay không, các bạn chat xuống giúp thầy đi.
Thì những cái phần này nó tương đối là đơn giản, mình chúng ta cũng sẽ dễ dàng và nắm bắt được là ha. Và các bạn nhớ, cái môn học của chúng ta là môn học thiên về kỹ năng về thực hành, nên các bạn cố gắng về chúng ta luyện tập thực hành nhiều, chúng ta làm để chúng ta nhớ. Đặc biệt là gì, khi chúng ta làm xong chúng ta nghe những cái video clip hướng dẫn của thầy, các bạn sẽ nhớ lại cái từ khóa, nhớ lại cái nội dung bài học của mình. Còn nếu mà các bạn không có gì, không có thực hành, các bạn cứ hôm nay ngồi trên lớp chúng ta nghe xong, sau khi nghe xong chúng ta để đó, chiều chúng ta lại nghe môn khác. Một ngày các bạn nghe 7 môn mà các bạn không luyện tập gì hết thì qua tuần sau thì nó như là những kiến thức hoàn toàn mới, được chưa bạn ha? Và chúng ta cố gắng làm sao chúng ta sắp xếp cái lịch học của mình và sắp xếp cái lịch tự học của mình sao cho nó, sao cho nó gì, sao cho nó hiệu quả nhất, được chưa? Để gì, để đến lúc mà chúng ta thi chúng ta sẽ đỡ mất thời gian, chúng ta luyện hơn, chúng ta học hơn. Đây bạn ha, đề có một cái câu là gì đây? Apply sharp edge rectangle style to the photo bạn ha. Đây ha, cái từ khóa của mình là từ cái hình đúng không? Lấy cái hình nha, được chưa? Cái hình là cái style của cái hình, được chưa? Cái hình này nằm ở trang số 1. Rồi để thầy làm câu này cho bạn thấy luôn nha. Training số 1, được chưa? Bicycle. Ở trang 1 bạn đây ha, cái hình này. Đề yêu cầu mình cái style đây bạn ha, cái hình picture style loại gì đó. Shop at rectangle, đây các bạn ha, đúng cái tên luôn, mình chọn đó đơn giản thôi, thích như thế này, đó là mình thực hiện xong cái yêu cầu của ta. Giờ này là gì bạn, draw a text box đúng không, draw a text box thì mình bấm insert thôi, mình chọn text box của mình, draw a text box thôi. Rồi sau khi cho text box xong mình chèn chữ này vào. Và cái text box này nằm ở đâu? Nằm ở giữa cái tiêu đề ha, answering shop và cái hình, được chưa? Rất là nhẹ nhàng và đơn giản rồi ha. Rồi câu này là gì? Apply the inner shadow effect inside top left the ice cream graphic. Rồi được chưa bạn? Cái này là gì đây? Cái effect các bạn ha, effect của cái gì? Của cái hình. Rồi để thầy mở cái bài này ha. Cái này là ice cream. Và thầy cũng gửi cho các bạn biết là ở trong cái chương số 5 này nó sẽ chiếm câu hỏi từ khoảng 20-25% tổng số lượng câu hỏi. Có nghĩa là nó khoảng từ 7, khoảng từ 7 các bạn ha, 7-8 câu hỏi. Đây, đầu tiên là vẽ đây bạn ha, vẽ cái gì đây? Vẽ cái test box trước nằm ở giữa ice cream shop với cái hình. Đây, thầy chèn trước nha. Đây, cho test box. Rồi, được chưa các bạn? Rồi mình nhập gì vào, để yêu cầu nhập gì vào. Đây. Nhập cái này vào. Ctrl C. Qua đây mình dán nội dung thôi nha. Rồi xong. Không cần chỉnh gì nữa. Rồi apply cái inner shadow đó, inside of ice cream graphic on the cover đây các bạn ha. Đây là picture effect loại gì đó. Shadow các bạn ha, shadow inner top left nha. Shadow inner top left. Đúng không? Top left. Đó là mình thực hiện xong, mình apply xong rồi ha. Apply nha. Picture effect shadow đây. Inner top left. Rồi, câu này là gì đây? Apply. Cái này cũng là chữ gì các bạn? Effect các bạn ha. Parallel rotate. Được chưa? Parallel. Cái hình này các bạn ha. Đây là picture effect. Parallel rotation nhá. Parallel nè. Cái đó là cái gì các bạn? Axis right là left. Hình như là right đúng không? Một right. Một right thôi nha các bạn nhé. Một right đây. Đó là mình thực hiện xong. Được chưa bạn ha? Rồi mình còn câu này, ví dụ như câu này ha, take là catch a fish to the last shape on the graphic of second page. Ở trang số 2 đó là cái gas hoa à, các bạn, chữ fish ha, fish fish. Đây. Cái này nó thiếu bạn ha, đây nào thiếu là mình chèn vào thôi, catch a fish, đó là xong. Được chưa bạn ha?
Thì đó là các câu hỏi, một số câu hỏi cơ bản ở cái chương số 5 của chúng ta.